Bản tin tổng hợp sáng ngày 27 tháng 8 Ukraine tuyên bố phá hủy trung tâm liên lạc của Nga ở Kherson, Nga bán hơn 100 loại đạn khác nhau. Phòng không Ukraine được kích hoạt ở gần nhà máy điện hạt nhân Japoridia. Ukraine cho biết đã mua đủ thuốc để bảo vệ trong trường hợp có tai nạn hạt nhân. Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ số lượng HIMARS, MARS và M270 trong biên chế của quân đội. Kyiv ước tính thiệt hại về môi trường trong cuộc xâm lược của Nga lên tới khoảng 10 tỷ đô la. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc EU cố tình từ chối cấp thị thực. Không xoay được khí đốt, thành phố Hà Lan muốn xin miễn khỏi lệnh trừng phạt Nga. Các chính khách Canada nhận định hơn 400 triệu người đã làm tam thoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm sụp đổ. Hãng Moderna kiện Pfizer-BioNTech vi phạm bản quyền sáng chế về vaccine COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nghệ sĩ không làm xấu hình ảnh quốc gia khi đi nước ngoài. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp sáng ngày 27 tháng 8 của DKN TV. Thưa quý vị, theo báo cáo của lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố cho biết, họ đã phá hủy trung tâm thông tin liên lạc của một trung đoàn nhảy dù của Nga ở Duchani và một kho đạn của đối phương ở Novo Voskresen thuộc tỉnh Kherson. Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine vào ngày 26 tháng 8 cũng đã cho biết, các lực lượng của họ đã tấn công nơi tập trung binh sĩ và thiết bị của Nga ở Snigurivka, Novo Voskresen và Chekalov hai lính Nga đã thiệt mạng và hai phương tiện quân sự của họ đã bị phá hủy. Trong khi đó, không quân của Ukraine cũng đã báo cáo họ đã thực hiện các cuộc không kích vào các khu vực mà quân đội Nga tập trung binh lính, đồng thời thiết lập một điểm lưu trữ đạn dược, cụ thể là ở Arkhan Health và Buhanivka. Về phía Nga, Ukraine đã cáo buộc quân đội Nga đã bắn hơn 100 loại đạn khác nhau vào ba quận của tỉnh Sumy trong 24 giờ qua. Theo đó, người đứng đầu Cục Quản lý Quân đội tỉnh Sumy, ông Dmitry Zhivitsky đã tuyên bố trên mạng xã hội Telegram rằng quân Nga đã tấn công Hromadas, Salihin và Seredina Buda ở quận Soskaz. Người Nga đã sử dụng đạn cháy trong những khu vực này. Báo cáo cho biết, Nga cũng đã tấn công Khotin và Bilopilia ở quận Sumy, cũng như Velika Pisaripka ở quận Oktika. Theo trang tin Pravda của Ukraine, một tòa nhà dân cư đã bốc cháy và bị thiêu rụi, nhiều cơ sở thương mại bị hư hại, thậm chí cỏ khô đang thu hoạch cũng bị lửa thiêu rụi ở Velika Pisaripka. Tiếp tục với một thông báo khác từ phía Ukraine. Phòng không Ukraine được kích hoạt ở gần Zaporizhia. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thành phố Zaporizhia vào tối thứ Sáu, ngày 26 tháng 8. Trên mạng xã hội Telegram, Alexander Staruk Cục trưởng Cục quân sự Japuritia đã báo cáo rằng những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy một giờ trước ở thành phố Japuritia. Hệ thống phòng không của Ukraine được kích hoạt để bảo vệ thành phố này. Quan chức này cũng cho biết, kẻ thù tấn công các thị trấn và làng mạc ở gần thành phố Japuritia từ hướng Vysilivka. Các báo cáo ban đầu cho biết, không có thương vong. Ông Staruk cũng khẳng định chính quyền sẽ xây dựng lại bất cứ thứ gì đã bị phá hủy. Ở một diễn biến tương tự, Ukraine cho biết đã mua đủ thuốc để bảo vệ trong trường hợp có tai nạn hạt nhân. Chính phủ Ukraine cho biết họ đã mua một lượng thuốc cần thiết để bảo vệ tuyến giáp trong trường hợp xảy ra tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, viết tắt là ZNPP. Ông Viktor Liasko, Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraine, trên sóng truyền hình quốc gia ngày hôm qua 26 tháng 8 đã báo cáo rằng: Chính phủ đã mua đủ loại thuốc cho phép chúng tôi bảo vệ tuyến giáp để phóng xạ không gây ảnh hưởng tiêu cực và chúng sẽ được cấp khi cần thiết. Tất cả các cơ sở y tế trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng đang được cung cấp loại thuốc này. Bộ trưởng Diasco còn cho biết, chính quyền đã sẵn sàng cho việc này, người dân không cần phải lo lắng và cũng không cần phải mua các loại thuốc chứa iốt khác. Ông cũng nhấn mạnh thêm, bộ đã mua thuốc theo đúng liều lượng khuyến cáo của các nhà khoa học, trong giai đoạn đầu một viên thuốc sẽ đủ để bảo vệ. Hiện tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Japoritia đang được cộng đồng quốc tế cực kỳ lo ngại. Vào ngày 25 tháng 8, lần đầu tiên trong lịch sử, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị ngắt hoàn toàn khỏi lưới điện quốc gia của Ukraine. Dmitry Orlov, thị trưởng của Enerhoda, nói rằng việc cắt điện xảy ra sau vụ pháo kích. Đến hôm 26 tháng 8, Enerkowatom, công ty vận hành nhà máy này đã thông báo tổ máy thứ hai trong số 6 tổ máy tại nhà máy Zaporizhia đã được kết nối lại với lưới điện của Ukraine. Nga đã kiểm soát nhà máy này vào đầu tháng 3, Tuy nhiên, các nhân viên của Ukraine vẫn đang vận hành dưới sự giám sát của quân đội Nga. Gần đây, nhà máy này bị pháo kích liên tục. Cả Kyiv và Moscow đều cáo buộc lẫn nhau pháo kích vào nhà máy này. Tiếp tục đến với một báo cáo khác của Ukraine. Bộ Quốc phòng nước này tiết lộ số lượng HIMARS, MARS và M270 trong biên chế của quân đội. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tiết lộ lực lượng vũ trang của nước này có hơn 20 hệ thống hỏa tiễn phóng loạt HIMARS, M270 và MAS. Trên mạng xã hội Twitter vào hôm 26 tháng 8, bộ này đã thông báo hơn 20 HIMARS, M270 và MAS của Ukraine. Tất cả chúng đều đang được phục vụ. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết hơn 50 kho chứa vũ khí và đạn dược của Nga đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc kháng chiến toàn diện đối với Nga. Adam Smith Người đứng đầu ủy ban lực lượng vũ trang của Hạ viện Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ và các đồng minh có thể sẽ gửi thêm HIMARS và nhiều hệ thống hỏa tiễn khác mà họ có cho Ukraine. Ông Oleksiy Reznikov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine đã báo cáo rằng trong cuộc chiến chống lại kẻ xâm lược Nga, Ukraine chưa mất một hệ thống hỏa tiễn phóng loạt HIMARS nào do các đối tác nước ngoài cung cấp. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của Moscow. Theo đó, vào đầu tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố phá hủy được hai tổ hợp HIMARS của Ukraine trong khuôn viên nhà máy ở tỉnh Kharkiv. Tiếp tục đến với một báo cáo khác từ Ukraine. Kỹ ước tính thiệt hại về môi trường trong cuộc xâm lược của Nga lên tới khoảng 10 tỷ đô la. Bộ Môi trường Ukraine đã cáo buộc Nga gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này sau cuộc xâm lược kéo dài 6 tháng của Điện Kremlin Bộ Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Ukraine cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram vào hôm 25 tháng 8 rằng họ đã ghi nhận hơn 2.000 sự cố do các lực lượng của nga gây tổn hại đến không khí, cả đất và nguồn nước của đất nước này. Bài đăng là báo cáo mới nhất mô tả hậu quả thảm khốc của cuộc chiến đối với môi trường của Ukraine. Bộ này cho biết họ đang ghi lại các vụ việc với mục đích buộc Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm. Bài đăng của bộ này nói từ đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Liên bang Nga vào Ukraine, chúng tôi ghi lại tất cả tội ác của kẻ chiếm đóng đối với môi trường để khiến ông ta, tức là Tổng thống Nga Vladimir Putin, phải trả giá đầy đủ cho những gì mà ông ta đã gây ra cho người dân Ukraine. Bộ này ước tính tổng sự suy thoái đối với đất đai và tài nguyên nước của Ukraine, cũng như ô nhiễm không khí do cuộc xâm lược của Nga gây ra, trị giá lên tới 395 tỷ Hryvnia của Ukraine, tức là hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, UNEP, hồi tháng trước đã báo cáo rằng quá trình giám sát của họ cho thấy cả khu vực nông thôn và thành thị của Ukraine đều có thể phải đối mặt với một di sản độc hại cho các thế hệ sau. Giám đốc điều hành UNEP Inger Andersen đã cho biết trong một tuyên bố rằng việc lập bản đồ và sàng lọc ban đầu về các mối nguy hại về môi trường chỉ nhằm xác nhận rằng chiến tranh là hoàn toàn độc hại theo đúng nghĩa đen. Bà cũng nói thêm rằng, Ukraine sẽ cần sự hỗ trợ to lớn của quốc tế để đánh giá, để giảm thiểu và khắc phục thiệt hại trên toàn quốc, đồng thời giảm bớt rủi ro cho khu vực rộng lớn hơn. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông, các nhóm bảo tồn và các cơ quan chính phủ đã dấy lên báo động rằng cuộc chiến đã giết chết hàng nghìn con cá heo ở Biển Đen. Nhiều con đã trôi giạt vào bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ. UNEP cũng cho biết, xung đột đã gây ra những hiểm họa về môi trường sau khi cơ sở hạ tầng dầu khí cũng như các cơ sở công nghiệp khác bị tấn công. Cả hai bên trong cuộc chiến đều thông báo rằng các cơ sở công nghiệp bị hư hại đã phun ra các chất hóa học độc hại vào không khí ở gần các khu dân cư. Một trong những mối quan tâm lớn nhất về môi trường ở Ukraine xoay quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhia, nơi đang bị quân đội Nga chiếm đóng kể từ tháng 3. Các quân chức Ukraine và những người khác đã cáo buộc Nga dàn xếp một thảm họa hạt nhân bằng cách đóng quân tại nhà máy này. Nga đã bác bỏ các cáo buộc và nói họ đang bảo vệ nhà máy này khỏi những kẻ khủng bố của Ukraine. Chuyển sang một tin tức quốc tế có liên quan. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc EU cố tình từ chối cấp thị thực cho công dân nước này. Kính thưa quý vị, hãng tin Anh Reuters vào hôm 26 tháng 8 đã cho biết, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu đã nói rằng châu Âu có chủ ý khi hạn chế cấp thị thực cho công dân của nước này, khẳng định đây là động thái gây sức ép lên Tổng thống Erdogan Dữ liệu cho thấy, càng có nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ bị từ chối cấp thị thực Schengen. Theo website Schengen Visa Info, 16,5% người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị từ chối cấp thị thực vào năm 2021, tăng so với mức 12,5% vào năm trước đó. Trong khi đó, chi phí xin thị thực là 100 euro, khoảng 1 phần 3 lương tối thiểu tại Thổ Nhĩ Kỳ và không được hoàn lại dù có được cấp thị thực hay là không. Sukuta Yanuji, tổng biên tập của Chang'an Visa Info, cho biết nhìn chung tỷ lệ từ chối cấp thị thực Chang'an đã tăng lên trên toàn thế giới. Nhưng khi so với những quốc gia khác như Nga, tỷ lệ người Thổ Nhĩ Kỳ bị từ chối cao và nhất quán hơn nhiều. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã cho rằng việc trì hoãn và từ chối cấp thị thực là có chủ ý. Ông bác bỏ những lý do như ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 hay tình trạng thiếu nhân sự, nói rằng việc từ chối thị thực là nhằm gây sức ép lên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan trước thêm bầu cử năm 2023. Nếu tình hình không được cải thiện sau đó, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế và đối phó. Ông Cavusoglu nói thêm, Liên minh châu Âu EU đã phủ nhận cáo buộc từ Ankara. Nicolaos Meyer Landrut, người đứng đầu phái đoàn EU tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã khẳng định đơn đăng ký thị thực Schengen được xử lý dựa trên lợi ích của khối này Thay vì động cơ chính trị, ông nói rằng một số hồ sơ xin thị thực của Thổ Nhĩ Kỳ không đầy đủ và có dấu hiệu gian lận. Trước đại dịch Covid-19 toàn cầu, các nước thuộc khối Schengen mỗi một năm tiếp nhận hơn 900.000 đơn xin thị thực từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng con số này đã giảm xuống còn khoảng 270.000 đơn vào năm 2021. Việc không được cấp thị thực Schengen cũng ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch cũng như hoạt động của các công ty lữ hành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo chương trình là một diễn biến đáng chú ý trên mặt trận năng lượng. Không xoay được khí đốt, thành phố Hà Lan muốn xin miễn khỏi lệnh trừng phạt Nga. Thưa quý vị, nhà chức trách thành phố Jơ Hay của Hà Lan được biết đến với tên gọi khác là La Hay vào ngày 25 tháng 8 đã cho biết họ sẽ đề nghị được miễn trừ tạm thời khỏi các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu EU đối với Nga. Lý do được thành phố đưa ra là họ đã không tìm được kịp thời nguồn khí đốt thay thế cho khí đốt do công ty quốc doanh của Nga Gazprom cung cấp. Một báo cáo của Ngân hàng Đầu tư Mỹ Morgan Stanley đưa ra những cảnh báo u ám đối với cả châu Âu trong trường hợp bị Nga cắt khí đốt hoàn toàn. Theo hãng tin Anh Reuters, sự trừng phạt mà EU áp lên Nga sau khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine yêu cầu các chính phủ và cơ quan công quyền khác trong khu vực chấm dứt các hợp đồng hiện có với các công ty Nga trước ngày 10 tháng 10 năm nay. Đối với La Hay, điều này đồng nghĩa thành phố sẽ phải tìm một nhà cung cấp khí đốt mới để thay thế cho hợp đồng mà chính quyền thành phố đang có với Gazprom của Nga. La Hay cho biết, họ đã mở thầu trên phạm vi toàn EU vào tháng 6 và tháng 7, nhưng đã không có bất kỳ nhà cung cấp nào chào bán khí đốt cho thành phố này. Bà Saskia Brunes, ủy viên hội đồng thành phố, đã cho biết, việc đàm phán riêng với các nhà cung cấp chắc chắn sẽ đi đến một thỏa thuận, nhưng không thể trước ngày 10 tháng 10 được. Chúng tôi sẽ đề nghị được miễn trừ khỏi các quy định hiện nay cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2023 để bảo đảm nguồn cung và tiến hành các cuộc đàm phán, bà Brunet nói. Bà ủy viên cũng bày tỏ tin tưởng rằng nguyện vọng của thành phố sẽ được EU chấp nhận, bởi vì La Hay đã đáp ứng được điều kiện là tổ chức đấu thầu kịp thời nhưng đã không đạt được kết quả. Dù vậy, bà cũng nói thêm rằng, bất kỳ hợp đồng mới nào có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 cũng sẽ có mức giá khí đốt đắt đỏ hơn nhiều so với thỏa thuận mà thành phố hiện có với Gazprom của Nga. La Hay là một trong nhiều thành phố của Hà Lan có hợp đồng mua khí đốt từ Gazprom, nhưng là thành phố đầu tiên cho biết họ sẽ đề nghị được miễn khỏi các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. Tiếp theo chương trình là phần tin tức đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc. Các chính khách Canada nói hơn 400 triệu người đã làm tam thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm sụp đổ. Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 8 năm nay 2022, số người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó đã vượt qua 400 triệu người. Một số quan chức đắc cử và luật sư nhân quyền của Canada đã hoan nghênh lòng dũng cảm của những người từ bỏ chế độ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc và họ cũng tin rằng điều này sẽ mang lại hy vọng cho bản thân những cá nhân đó và cho toàn bộ đất nước Trung Quốc. Theo báo cáo của minhhui.org, trong cuộc phỏng vấn vào ngày 16 tháng 8 năm nay 2022, nghị sĩ Michael Cooper đã nhận xét rằng: "Chúng tôi đang thấy sự phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng gia tăng trong nội bộ của đảng này. Đảng Cộng sản Trung Quốc càng sớm sụp đổ thì càng tốt cho an ninh toàn cầu và cả người dân Trung Quốc." Nghị sĩ Garnet Genius cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những người Trung Quốc đã tự nguyện rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết thêm rằng, trước tình trạng bạo lực và đàn áp leo thang mà chế độ này đã gây ra, không có gì đáng ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người Trung Quốc ly khai khỏi nó. Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng của Canada cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những chế độ chuyên chế trị vì lâu nhất trên thế giới. Thông qua bạo lực và tuyên truyền lừa dối, nó đã kiểm soát hầu hết mọi người Trung Quốc ở mọi nơi, bằng cách thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mang lại hy vọng cho người dân Trung Quốc. Ông Matas cũng cho biết thêm, rằng phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra được 18 năm. Cột mốc mới của phong trào, 400 triệu người, chiếm tới gần 30% dân số của Trung Quốc. Nếu phong trào này có thể giữ được đà phát triển, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc biến mất khỏi lịch sử chỉ là vấn đề thời gian. Ông cho biết, xét theo tất cả những tổn hại mà nó đã gây ra cho Trung Quốc, nó càng sớm biến mất thì càng tốt. Chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thiếu khí đốt, Đức lo khủng hoảng giấy vệ sinh. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng năng lượng do gián đoạn nguồn cung từ Nga có thể ảnh hưởng đến ngành sản xuất giấy vệ sinh của nước Đức. Ông Martin Krenkel, chủ tịch hiệp hội ngành giấy Đức, dia Papier Industry, hôm 25 tháng 8 đã cảnh báo rằng, chúng ta đặc biệt phụ thuộc vào khí đốt để sản xuất giấy vệ sinh. Nếu không có nó, chúng ta không thể bảo đảm an ninh nguồn cung. Theo dữ liệu của dia Papier Industry, mỗi người dân Đức trung bình sử dụng 134 cuộn giấy vệ sinh mỗi một năm. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện tại, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm cung ứng mặt hàng quan trọng này cho người dân Đức. Ông Krenkel nhấn mạnh, vào tháng trước, Hiệp hội giấy Bavarian cũng đã cảnh báo việc vận hành các nhà máy giấy có thể không thu được lợi nhuận nếu họ buộc phải cắt giảm năng suất do thiếu nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên. Ông Jürgen Scholler, Chủ tịch Hiệp hội giấy Bavarian đã nói, nhiều nhân viên trong công ty tỏ ra lo lắng và tôi đồng cảm với họ, nếu chúng tôi chỉ có thể sản xuất 50 hoặc 60% công suất thì sẽ không có lãi. Đức cũng như hầu hết Liên minh châu Âu EU đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí đốt do Nga cắt giảm nguồn cung. Nguồn cung cấp khí đốt giảm dần dẫn tới giá năng lượng tăng vọt, khiến nhiều quốc gia châu Âu đối mặt với lạm phát cao kỷ lục. Quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 của họ đã bị ảnh hưởng bởi nhiều nhà máy phải đóng cửa hoặc giảm công suất vì không đủ khí đốt. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Hãng Moderna kiện Pfizer-BioNTech vi phạm bản quyền sáng chế về vaccine COVID-19. Hãng dược Moderna của Mỹ đã chính thức đệ đơn kiện hãng Pfizer và đối tác BioNTech vi phạm bản quyền công nghệ mRNA, công nghệ nền tảng cho vaccine COVID-19. Trong một thông cáo báo chí ra ngày thứ Sáu, 26 tháng 8, Moderna đã cho biết vụ kiện được đệ chính lên Tòa án quận Hoa Kỳ ở Massachusetts và Tòa án khu vực Dusseldorf ở nước Đức. Moderna tin rằng vaccine COVID-19 Comirnaty của Pfizer và BioNTech đã vi phạm các bản quyền mà Moderna đã đăng ký trong giai đoạn từ 2010 đến 2016, bao gồm công nghệ mRNA nền tảng của Moderna. Thông cáo của hãng Moderna cho biết. Thông cáo còn nói thêm rằng công nghệ đột phá này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển vaccine COVID-19 Spivax của Moderna. Pfizer và BioNTech đã sao chép công nghệ này mà chưa được sự cho phép của Moderna để sản xuất Comirnaty. Pfizer hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc của Moderna. Theo báo Washington Post, Pfizer-BioNTech từng gặp vài vụ kiện vi phạm quyền sáng chế, chẳng hạn như từ công ty Kiovac của Đức. Bản thân Moderna cũng bị kiện bởi hai công ty là Abutus Biopharma và Genevan Sciences về công nghệ tạo hạt nanolipid. Trong tháng 7 năm nay, hãng dược phẩm Onylum Pharmaceutical cũng đã kiện Moderna lẫn Pfizer về công nghệ tạo hạt nano. Tiếp tục đến với một thông tin đáng chú ý về tình hình tại Việt Nam. Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu nghệ sĩ không làm xấu hình ảnh quốc gia khi đi nước ngoài. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy chế về quản lý, xét duyệt cho công chức, viên chức, các văn nghệ sĩ đi nước ngoài trong đó yêu cầu người được cử đi phải gìn giữ hình ảnh quốc gia dân tộc và báo cáo cho lãnh đạo trường hợp ở lại quá thời gian xin phép. Quy chế được đưa ra sau khi xảy ra vụ hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam đã bị bắt và vẫn đang trong thời gian bị điều tra về cáo buộc cưỡng hiếp một nữ du khách vị thanh niên 17 tuổi người Anh trong lúc đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng ở đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Hai công dân Việt Nam, theo báo cáo, là một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi, đều bị cho là đã đi nước ngoài mà không xin phép cơ quan quản lý ở Hà Nội. Hiện cả hai đã được Tây Ban Nha trả hộ chiếu và cho về nước sau khi đã có luật sư đại diện để làm việc với tòa án và các bên liên quan tại Tây Ban Nha để phục vụ điều tra. Trong quy chế bao gồm 22 điều, được Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành vào ngày 22 tháng 8, có những quy định đáng chú ý như nghiêm cấm các công chức nghệ sĩ tự ý đi nước ngoài trước khi được sự chấp thuận của Sở Văn hóa Thể thao. Không được tự ý ở lại quá thời hạn mà không xin phép. Phải giữ gìn hình ảnh quốc gia, hình ảnh dân tộc khi đi ra nước ngoài. Không được đưa thân nhân đi công tác trừ trường hợp đặc biệt. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 27 tháng 8 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại